dành cho 3 đến 4 người phục vụ cho việc đi cắm trại ngoài trời. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bung lều lên như thế nào nha. Rõ hơn về kích thước của chiếc lều này, team mình sẽ vào ngồi thử với các bạn hình dung nhiều được hơn nha. Với thiết kế không gian gồm có 2 chiếc cổng thì giúp cho ở bên trong rất là thoáng và mát. Ngoài ra thì bên cạnh bên đoạn ga thì còn có cái tấm lưới ngăn cho côn trùng bay vào, mà các bạn còn có thể khám phá từ bên trong, khám phá ra rất là nhiều không gian bên ngoài. Và bên cạnh đó thì chiếc tấm lưới polyester này có thể giúp bạn ngăn chặn khi mà trời thời tiết bị mắc mưa. Lều sẽ gồm có 3 màu phù hợp với thiên nhiên của xung quanh mình: màu xanh nước, xanh da trời, màu cam và màu xanh lá cây. Sau khi kết thúc chuyến đi ra ngoài thì chúng mình cần phải dọn dẹp lều trại. Và bây giờ team mình sẽ giúp các bạn cách mà hạ lều xuống như thế nào nhé. Thì đầu tiên là mình sẽ ấn cái nút ở trên nắp xuống cho hều lều thu lại. Sau đó đặt nằm lều xuống và bắt đầu thu các chốt lại bên trên. Vì là lều tự bung nên việc hạ lều xuống cũng rất là dễ dàng. Để mua hàng thì các bạn có thể liên hệ fanpage cũng như là truy cập link bên dưới để bên mình có thể tư vấn trực tiếp.